Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục chuyên gia tư vấn của bản tin thuế hải quan số 11 năm 2024. Trong bản tin này, Phó giáo sư tiến sĩ Lý Phương Duyên, Phó trưởng bộ môn thuế của Học viện Tài chính sẽ tiếp tục trả lời những câu hỏi được bạn đọc gửi đến chương trình. Ban thư ký chương trình nhận được câu hỏi của độc giả gửi tới qua email của bản tin. Mời quý vị theo dõi. Trong năm, tôi có góp vốn thành lập một công ty bằng bất động sản cá nhân. Vậy tôi có phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi góp vốn bằng bất động sản này không và nếu có thì thủ tục như thế nào? Căn cứ vào điều 2 quy định về các khoản thu nhập chịu thuế và điều 26 quy định về khai thuế và quyết toán thuế theo luật thuế thu nhập cá nhân thì thu nhập từ chuyển nhượng vốn là khoản thu nhập mà cá nhân nhận được bao gồm. Thứ nhất là thu nhập từ chuyển nhượng vốn, gốc, vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm cả công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp tác xã quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức kinh tế và các tổ chức khác. Thứ hai là thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán thì bao gồm thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của luật chứng khoán. Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của luật doanh nghiệp và thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, thu nhập khi góp vốn bằng bất động sản để thành lập doanh nghiệp hoặc là tăng vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Như vậy, khi cá nhân góp vốn bằng bất động sản thì thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, theo điều 26 về việc khai thuế và quyết toán thuế quyết đã quy định, khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán, chuyển nhượng bất động sản trong trường hợp góp vốn bằng phần vốn góp, góp vốn bằng chứng khoán, góp vốn bằng bất động sản thì cá nhân vốn góp vốn bằng phần vốn góp phần chứng khoán bằng bất động sản chưa phải khai và nộp thuế từ chuyển nhượng khi góp vốn. Khi chuyển nhượng vốn, rút vốn, giải thể doanh nghiệp thì cá nhân sẽ khai và nộp thuế đối với thu nhập chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản khi góp vốn và thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản khi chuyển nhượng. Như vậy, cá nhân khi góp vốn bằng bất động sản thì chưa phải khai và nộp thuế từ chuyển nhượng khi góp vốn. Tuy nhiên, khi chuyển nhượng vốn hay là rút vốn hoặc là giải thể doanh nghiệp thì cá nhân phải khai và nộp thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản khi góp vốn và thêm nộp thêm một phần nữa đó là thu nhập từ chuyển nhượng vốn chuyển nhượng bất động sản khi chuyển nhượng. Xin được cảm ơn chuyên gia. Chuyên mục chuyên gia tư vấn của chúng tôi rất mong được trở thành người bạn đồng hành tin cậy của người dân doanh nghiệp khi gặp những khó khăn vướng mắc liên quan đến các chính sách, thủ tục về thuế hải quan. Nếu gặp vấn đề liên quan đến lĩnh vực này trong thực tiễn, mời quý vị và các bạn gửi về hòm thư điện tử bản tin thuế hải quan a gmail com Ban thư ký chương trình sẽ tổng hợp và chuyển tới chuyên gia để có những tư vấn thấu đáo từ quý vị và các bạn vào những bản tin tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!